mới tao, em chạy đi, em chạy. Trương Đình Hoàng là tay đấm số 1 Việt Nam. Sau khi giành huy chương vàng SEA Games 2015, tay đấm quê Đắk Lắk đã từ giã đội tuyển quốc gia để đi theo chuyên nghiệp và đang từng bước khẳng định mình trên các sàn đấu nhà nghề. Tuy nhiên sau SEA Games năm 2017, đội tuyển quốc gia lại phải triệu tập trở lại tay đấm kỳ cựu này do boxing Việt Nam không thể tìm được lứa kế cận đủ sức thay thế. Hoàng ở một đẳng cấp khác so với mặt bằng chung của boxing Việt Nam. Bằng chứng là ở giải vô địch toàn quốc mới kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đối thủ của Trương Đình Hoàng ở hạng cân 75kg đều bỏ cuộc và anh chỉ mất đúng 4-3 giây để thắng trong trận chung kết. Vậy nếu xem giải vô địch quốc gia là nền tảng để tìm thêm nhân tố mới, thì liệu đội tuyển tìm thấy ai? Năm nay thì về lực lượng vận động viên thực ra là ít so với mọi năm, có hơn 150 vận động viên tham dự. Cái chất lượng của giải thì cũng theo tôi đánh giá là chất lượng không bằng các năm trước. Theo tôi nhận định về cái giải đấu này thì thực ra là tôi chưa nhìn thấy một nhân tố nào mới để mà tuyển chọn bổ sung thêm cho đội tuyển quốc gia. Không có nhân tố mới, vẫn là những gương mặt cũ mà điển hình là Trương Đình Hoàng. Tại sao lại như vậy? Vấn đề vẫn là tiền. Trương Đình Hoàng là một minh chứng điển hình. Tay đấm này ngày càng già đòn và phong độ. Bởi ngoài nỗ lực của bản thân, Hoàng nhận được sự đầu tư, tài trợ cho con đường chuyên nghiệp một cách bài bản từ những trung tâm tư nhân như SSC. Trong khi đó ở các địa phương, kinh phí đào tạo hạn hẹp, cơ sở vật chất kém, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, thì lấy đâu ra nhân tài và tài năng nào chịu nổi? Giải vô địch quốc gia thì không có nhà tài trợ, dẫn đến tình trạng các vận động viên thi đấu đến đổ máu, nhưng tiền thưởng cũng chẳng thấm vào đâu. Vậy nên động lực nào và cơ sở nào cho những võ sĩ trẻ thiếu thốn đủ đường vươn tầm đẳng cấp như Trương Đình Hoàng? Và những giải đấu yếu kém cũng tất yếu nảy sinh nhiều vấn đề nghi ngờ lẫn nhau và nghi án tiêu cực. Vậy làm thế nào để giải quyết các vấn đề trên? Gốc rễ của vấn đề vẫn là tiền. Lấy đâu ra tiền nuôi boxing khi kinh phí nhà nước eo hẹp? Môn thể thao nào cũng vậy, muốn phát triển phải xã hội hóa và minh bạch. Thực ra năm nay tài trợ là Liên đoàn Quyền Anh Thành phố Hồ Chí Minh, họ vận động được tài trợ. Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam không, theo tôi là không vận động được tài trợ gì. Và cũng Liên đoàn Quyền Anh về Thành phố Hồ Chí Minh họ vận động tài trợ cũng chủ cũng được để cho chi phí cho giải thôi. Và cũng rất may là có một nhà tài trợ họ đã tài trợ giải thưởng cho vận động viên, cái đó là một cái rất mới. Vận động viên huy chương vàng 2 triệu, bạc 1 triệu và đồng 500, đó là một cái khích lệ cho vận động viên chúng ta. Thực ra thì cũng chia sẻ với anh là hiện tại công tác mà kêu gọi tài trợ thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà kêu gọi tài trợ, dĩ nhiên mình phải có những cái chỉ số để mà trao đổi lại cho nhà tài trợ. Bởi vì hiện tại đối với cái giải này thì ở Thành phố Hồ Chí Minh vì là cái nơi đứng ra đăng cai tổ chức, nên là bên Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là cố gắng để mà kêu gọi tài trợ. Thì anh thấy đây ví dụ có bên Pokari, thì nếu mà tài trợ một cái giải như thế này ít nhất phải có rất nhiều khán giả tới coi. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy đa số là vận động viên tới coi. Thì đây là những cái mối quan hệ anh em để mà kêu gọi họ, hoặc là ví dụ như là có những cái thương hiệu bạn bè là anh cũng thấy các panel như thế này. Đa số là những cái mối thân thiết của liên đoàn. Chứ thực tế mà nói để mà vận động tài trợ một cách chuyên nghiệp thì vô cùng khó khăn. Giải vô địch quốc gia năm nay được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả vẫn chưa thực sự quan tâm, nhưng cũng đã có một số nhà tài trợ nhất định. Thì thực sự cũng chia sẻ với anh là sau khi Mạnh Sơn đã chính thức là anh là trở thành là chủ tịch Liên đoàn Boxing Thành phố Hồ Chí Minh, anh Sơn cũng là một người bạn rất là thân của tôi. Thì anh Sơn anh nói là boxing đang khó khăn, thì thôi thì anh em chung tay góp sức để mà đưa cái phong trào boxing của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi lên. Và đó là cái lý do duy nhất, và anh Sơn rất là tâm huyết với đó, và chính vì thế tôi tài trợ cho cái giải này. Thực ra như các anh cũng biết là boxing là một cái môn võ rất là lâu đời, có lịch sử rất là lâu đời trên các nước rồi. Nó đòi hỏi sự bền bỉ và tính kiên trì trong luyện tập nhiều năm trời. Thì thực ra là ở Việt Nam mọi người chưa biết nhiều đến boxing, mọi người chưa quan tâm nhiều đến boxing.
nhưng mà cái tính bền bỉ và cái sự gọi là phải nỗ lực hết mình để đạt được cái thành quả cho chính bản thân mình và đội của mình ấy, nó thực sự là rất giống với cả những cái văn hóa doanh nghiệp của công ty T-Rex Global chúng tôi. Nên khi mà chúng tôi được ban tổ chức đề nghị về gọi là cái việc tài trợ chương trình, chúng tôi đồng ý ngay, vì đó là một cái điều mà thực sự nó rất là giống như những doanh nghiệp của chúng tôi là phải cố gắng hết mình. T-Rex hy vọng là sẽ được ban tổ chức cho quyền tài trợ cho những chương trình trong thời gian tiếp theo. Mình thực sự mình kỳ vọng ở boxing ở Việt Nam đầu tiên là có mấy điều. Điều thứ nhất là mong muốn là Việt Nam những cái môn thể thao trong cái môi trường ở Việt Nam được gọi là hoạt động bọn nó sôi nổi hơn một chút nữa, và trong đó bản thân cái môn võ hay boxing là một cái môn thể thao được thế giới rất là ưa chuộng, nhưng mà tại thời điểm Việt Nam này thì Việt Nam thì như các anh cũng thấy là không có nhiều người quan tâm, cũng như là chưa có nhiều vận động viên tham gia trong cái chương trình này. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái sự đóng góp nhỏ của công ty chúng tôi thì có thể giúp cho cái hoạt động của boxing ở Việt Nam nó được phát triển nhiều hơn nữa. Võ sĩ đã đổ mồ hôi, đổ máu, nhưng tiền bao giờ mới đổ xuống. Hy vọng các nhà tài trợ sẽ quan tâm hơn nữa vì sự phát triển của boxing Việt Nam, từ nghiệp dư đến sân chơi chuyên nghiệp.